Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em về được một ít khẩu trang mấy anh chị. Thì cái loại khẩu trang này là dùng trong các phòng chống độc, rồi như là xịt mình dùng để phun sơn, phun BU hay là đi phun thuốc trừ sâu rồi các kiểu các anh chị. Thì nó có những cái lớp than hoạt tính, và cái hàng này nó đặc biệt cái là nó xuất khẩu đi qua bên Hàn Quốc mấy anh chị ha. Ra đây còn tiếng Hàn không. Thì một hộp của nó như thế này, để em khui ra cho mấy anh chị xem. Thì nó rất là xịn nha mấy anh chị, cái này thì không có lo là đồ nó bị dởm. Thì theo em nhớ hình như là một hộp của nó có khoảng 10 cái mấy anh chị ha, 10 cái. Thì hiện tại em đang bán chỉ có 85 ngàn một hộp thôi. Thì các anh chị mình dùng để xài. Và cái này á, cái quai của nó rất là hay. Cái này nó mình đậu mình đeo nó giống như là cái quai nón ở phía sau vậy đó. Nó không có làm mình đau cái lỗ tai. Ví dụ như khẩu trang khác thì nó sẽ có cái phần quai mà để máng vô lỗ tai ấy mấy anh chị. Còn cái này nó không có máng vô lỗ tai, cho nên là nó sẽ làm cho mình không có bị cảm giác là đau khó chịu. Nó như thế này đây ha, rất là dễ thở rồi, nhìn rất là xịn luôn. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Còn một hộp khẩu trang như thế này em bán 85.000 ha, 85k. Hàng xịn sò luôn, đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 luôn. Thì hàng này đã xuất khẩu đi Hàn Quốc rồi. Anh em nào lấy thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ và nhắn vào số điện thoại 0914466462 và ghi ship cho anh hộp khẩu trang là em biết ha. Xin cảm ơn anh chị em khách hàng rất là nhiều.